Thưa quý vị và các bạn, nhằm giảm tỷ lệ tử vong, đảm bảo tính mạng người bệnh COVID-19, Sở Y tế Long An triển khai đề án tăng cường năng lực cấp cứu hồi sức tích cực cho các cơ sở điều trị người bệnh COVID-19 nặng trên địa bàn tỉnh Long An. Quan điểm nguyên tắc triển khai đề án là phát huy phương châm 4 tại chỗ thông qua nâng cao năng lực cấp cứu hồi sức tích cực của bệnh viện các tuyến, đồng thời kết hợp phương châm 3 tập trung gồm tập trung nguồn lực, tập trung chuyên gia, tập trung người bệnh COVID-19 nặng để điều trị. Trong đó, giai đoạn 1, triển khai ngay các hoạt động cấp bách hoàn thành trong vòng 1 tháng, tận dụng tối đa các nguồn lực, cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị hiện có, xây dựng cơ chế chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực làm công tác hồi sức cấp cứu. Giai đoạn 2, tiếp tục triển khai các hoạt động chưa hoàn thiện, mở rộng quy mô, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư mua sắm trang thiết bị, tổ chức đào tạo tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác hồi sức cấp cứu. Qua đó, nhằm tăng cường khả năng thu dung điều trị ca bệnh nặng, nguy kịch, đáp ứng kịch bản dịch bệnh gia tăng, hạn chế tối đa tử vong do COVID-19.